Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật Bản, 7 chỗ ngồi, dòng SUV 7 chỗ ngồi quý bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Mitsubishi Pajero Sport phiên bản 3.0. Chiếc xe được sản xuất năm 2014, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được 12 vạn km rồi quý bạn nhé. 12 vạn km là chuẩn. Chủ xe mới thay một dàn lốp, vừa mới thay một dàn lốp Michelin rất là mới, nhưng cái lốp xưa cua còn nguyên bản theo xe, chưa hạ tí nào quý bạn ạ. Chiếc xe này rất là đẹp, chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi. Thì với chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc còn nguyên bản, và chúng tôi cam kết bằng văn bản cho quý vị và các bạn luôn quý bạn nhé. Quý vị và các bạn có thể check bất cứ nơi đâu mà quý vị và các bạn mong muốn. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 468 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vâng, chỉ 468 triệu đồng thôi thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe 7 chỗ Mitsubishi Pajero Sport phiên bản 3.0, số tự động, sản xuất năm 2014, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, chạy 12 vạn km này rồi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Pajero Sport 2014 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu chi tiết về chiếc xe Mitsubishi Pajero Sport phiên bản 3.0 sản xuất năm 2014, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này. Mời quý vị và các bạn. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mitsubishi Pajero Sport sản xuất năm 2014, tên tư nhân biển Hà Nội này quý bạn nhé. Sau 8 năm sử dụng thì chiếc xe này cũng đã lăn bánh được 12 vạn km rồi. 12 vạn km là chuẩn luôn quý bạn nhé. Chúng tôi cam kết là đồng hồ chuẩn đấy ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Cái lốp xưa cua còn chưa hạ cơ. Lát nữa tôi quay cho quý vị và các bạn. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe quý bạn nhé. Chiếc xe này là được đăng ký là màu nâu quý bạn nhé. Trên đăng ký là màu nâu. Đấy, để ra ánh nắng cái màu nâu này cũng rất là đẹp quý bạn ạ. Hôm nay tôi quay thời tiết nó nắng rất là to, cho nên là để ra ngoài trời như này, nhìn những chỗ nào mà nền nó có căng hay không, có đẹp hay không, có đã sơn chưa thì là nhìn ở trên ánh nắng này rất là rõ đấy các bạn này. Nền còn rất là căng các bạn nhá. Đây là cái sườn bên phụ này, nền rất là căng. Sườn bên lái cũng rất là căng luôn các bạn này. Đấy, sườn bên lái rất là căng nhá. Và cái cụm đèn trước đây các bạn này, cụm đèn pha thì xe cũng đã được trang bị đèn pha bia xenon, và chủ xe cũng đã độ cái đèn led này, đèn led ban ngày, nếu bật xi nhan thì nó sẽ nháy xi nhan, còn không là nó sẽ sáng led trắng quý bạn ạ. Đấy là cái phần mà chủ xe độ thêm. Đèn pha bi xenon này rất là mới, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là còn rất là đẹp. Phía bên dưới là cái cụm đèn gầm rất là mới, rất là đẹp luôn quý bạn ạ. Đấy, chiếc xe này thì chúng tôi cũng đã mua về và cũng đã đánh bóng bên ngoài, dọn dẹp bên trong tất cả rồi, cho nên là còn rất là đẹp quý bạn nhé. Xi nhan thì đã được có cả ở tai này, xi nhan trên gương này, gáo gương là bằng chrome. Đấy, bậc cửa này đều rất là đẹp quý bạn nhé. Là giàng đúc, tay nắm cũng là chrome, rất là đẹp luôn quý bạn ạ. Một chiếc xe Mitsubishi Pajero Sport. Đấy. Nhìn về cái đằng sau, phía sau này thì quý vị bạn thấy được cái cụm đèn sau cũng rất là đẹp này. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là còn rất đẹp, rất mới luôn quý vị bạn nhé. Đấy là cái phần đằng sau. Đấy. Nhìn về phía sau này thì quý vị bạn thấy được là có camera lùi này, cảm biến lùi. Thưa với quý vị và các bạn là chiếc xe này là chủ xe cũng đã độ lên toàn bộ là cái màn hình Android rất là xịn quý bạn nhé. Nó có cả camera hành trình, camera lùi, đấy, cảm biến lùi đầy đủ rồi. Đây là cái cụm đèn hậu bên này cũng rất là mới đây quý bạn này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là còn rất là đẹp.
Đấy. Nhìn tổng thể về bên ngoài thì chiếc xe Mitsubishi Pajero Sport 7 chỗ ngồi này rất là đẹp, rất là trường xe quý bạn nhé. Vừa cao này, vừa có bậc cửa này, vừa có giá nóc đầy đủ, cho nên là đẹp lắm luôn quý bạn ạ. Chỉ có hơn 400 triệu đồng mà quý vị các bạn sở hữu ngay một chiếc xe 7 chỗ đời cao mà đẹp như này đấy ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chủ xe cũng vừa mới thay một cái dàn lốp Michelin đây này quý bạn này. Dàn lốp này là chủ xe vừa mới thay, rất là mới luôn quý bạn nhé. Nói là vừa mới thay nhưng mà thay là từ 2021 đây này quý bạn này. Đấy, thay được hơn 1 năm rồi mà còn mới tinh như thế này thì quý bạn biết được là chủ xe đi cũng rất là ít. Đấy, cho nên nó mới còn đẹp như này. Dàn lốp còn mới tinh, dàn lốp Michelin mới tinh đây quý bạn này. 2021 đấy mà lốp còn dày như này, còn mới như này. Đấy, quý vị các bạn thấy cả một cái dàn lốp này luôn. Chủ xe này là chăm sóc rất là tốt quý bạn nhé. Chăm sóc đảo lốp rất đều, cho nên là nó mòn cũng rất là đều. Mòn rất đều cho nên là thay cả 4. Có những người là không chăm sóc đảo lốp cho nên là nó mòn, nó sẽ mòn hai bánh trước hoặc hai bánh sau, nó sẽ mòn trước cho nên thường thay đôi một. Nhưng nếu như chăm sóc tốt, đảo lốp đều thì nó sẽ mòn đều cả 4 quả và thay một lần là cả 4 quả luôn quý bạn này. Và lốp sơ cua còn mới tinh chưa hạ đây quý bạn này. Đấy, cái lốp sơ cua còn mới tinh luôn chưa hạ thế nào đây quý bạn nhé. Lốp theo xe đấy ạ. Lốp sơ cua là lốp zin theo xe. Và phần gầm thì quý bạn thấy đấy ạ. Đấy, phần gầm cũng rất là đẹp. Chúng tôi dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi để quý vị các bạn thấy được là cái gầm nó rất là mới nhá. Chiếc xe này là cao, gầm cao cho nên là tôi quay được cả phần gầm cho quý bạn cùng xem này. Đấy, phần gầm đều rất là mới, rất là đẹp luôn đấy quý bạn nhé. Những chiếc xe mà chạy ở vùng đồi núi hoặc là vùng biển thì rất là hại gầm, nhưng những chiếc xe mà chạy Hà Nội như này thì gầm đều rất là đẹp luôn quý bạn ạ. Cao gầm, thoáng máy, máy nổ êm. Đấy, rất là đẹp luôn quý bạn này. Những cái phần gầm này quý bạn nhé, tôi quay rất chi tiết để cho quý vị bạn thấy được là cả phần gầm luôn ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Cao gầm, thoáng máy, máy nổ êm, cứ phải chân dài mới thích quý vị các bạn ạ. Chiếc xe này là gầm cao, máy thoáng rồi, rất là ok luôn quý vị bạn ạ. Đấy, dàn lốp mới thay, lốp sơ cua thì chưa hạ, bên ngoài thì chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe. Trước tiên thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái ra cho quý vị bạn cùng xem này. Keo chỉ là chúng tôi cam kết là nguyên bản này. Đấy, keo chỉ nguyên bản luôn quý vị bạn nhé, không có mất một phân keo chỉ nào cả. Đấy, ốc bản lề cũng còn nguyên bản hết luôn. Đấy, táp bi cánh cửa này, táp bi cánh cửa cũng rất là mới. Và thưa với quý vị và các bạn, ở Mitsubishi được trang bị cái nẹp vân gỗ này kết hợp với phần chrome này, bên dưới là da này. Đấy, đều rất sang, rất đẹp luôn quý bạn nhé. Ghế lái là chỉnh điện rồi quý vị bạn này. Và chủ xe cũng rất là cẩn thận, đã trang bị thêm cả lót sàn 5D, rất là đẹp, rất là sang. Đấy, lót sàn 5D nhé. Bên dưới cái lót sàn 5D này còn có cả da cơ. Đấy, phải nói là chủ xe này cũng rất là cẩn thận đây quý bạn này. Bên dưới lót sàn 5D lại có cả ốp da hết rồi, trải sàn da. Đấy, hai lớp, rất là đẹp này. Gương chiếu hậu gập điện này. Đấy, nâng chỉnh cao thấp đèn pha này. Trần rất là mới luôn quý vị bạn nhé. Đấy, rất là đẹp, nội thất da cao cấp, nguyên bản theo xe. Còn rất là đẹp đây quý bạn xem, từ những cái ma ghế này đều đẹp như thế này đấy, thì quý bạn thấy là nó chạy nhiều hay chạy ít rồi đúng không ạ. Vô lăng, cần số, tay phanh đều nguyên bản hết này. Đấy, cần số này đẹp, tay phanh cũng còn rất là mới này. Đấy, tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị và bạn cùng xem. Cũng giống như vậy này, từ những cái phần keo chỉ này nhá, còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ nguyên bản, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Đấy, ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên zin hết luôn quý bạn ạ. Nội thất phía sau này thì cũng rất là mới này. Đấy, nội thất phía sau này, từ những cái phần ghế da cho đến những cái phần táp bi. Đấy, ghế đều rất là mới luôn quý bạn nhé, táp bi này. Và dàn điều hòa thì chiếc xe này ở cái phân bản 7 chỗ này thì được trang bị cả hai dàn điều hòa trên trần đây này. Đấy, đằng sau một dàn nữa để cho hàng ghế ngồi phía sau cùng. Đấy, đây là hàng này cho hàng ghế ngồi thêm. Bây giờ tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần option cũng như là về cái phần nội thất của chiếc xe. Trước tiên thì tôi cứ nổ máy lên cho quý vị bạn cùng xem cái đã. Đấy, nổ máy bật điều hòa cho mát cái đã. Đấy,
Tôi cứ nổ máy bật điều hòa cho mát cái nhá. Đầu tiên thì cho quý vị bạn cùng xem về cái đồng hồ công tơ mét của chiếc xe đây. Chiếc xe lăn bánh được đúng 12 vạn km rồi quý vị bạn ạ. Đấy, 12 vạn km nhá. Vô lăng tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này, sang số thể thao trên vô lăng này. Đấy, đã có cả sang số thể thao trên vô lăng này quý vị bạn này. Đấy, ở những chiếc xe Pajero Sport rất là hay. Hôm trước tôi bán con 2011 option cũng được gần như thế này đấy quý bạn ạ. Cũng có sang số thể thao trên vô lăng, không khác gì mấy này. Nội thất kết hợp giữa vân gỗ này, chrome này, da này đều rất là đẹp luôn quý bạn ạ. Và đây là cái màn hình mà chủ xe đã thêm cho chiếc xe này quý bạn nhé. Chủ xe lắp thêm cái màn hình Android. Hôm nay thời tiết nó đang nắng cho nên là tôi mở cái video này nhìn nó không được rõ lắm thôi. Chỉ còn là cái màn hình này to. Đấy, cái màn hình này rất to và rất đẹp và rất xịn luôn. Có cả cảm biến áp suất lốp quý bạn nhé. Đấy, có cả cảm biến áp suất lốp báo ở trên cái màn hình này. Và camera hành trình đây quý bạn này. Camera hành trình xịn theo cái màn hình này đấy ạ. Đấy, màn hình xịn thì nó sẽ có camera hành trình luôn. Rất là đẹp, rất là mới luôn quý bạn nhé. Một chiếc xe Mitsubishi Pajero Sport 2014. Option thì rất là nhiều, nội thất thì rất là đẹp. Đấy, từ những cái phần trần đây quý bạn này, trần này cũng còn rất là mới, rất là sạch luôn quý bạn nhé. Và cửa gió điều hòa cho hai ghế ngồi phía sau này. Có đến 3 dàn điều hòa cơ quý vị bạn ạ. Ở giữa một dàn và sau cùng một dàn. Đấy, rất là đẹp luôn, trần rất là sạch quý bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa cốp sau này cho quý vị và các bạn cùng xem này. Cốp sau này. Đấy. Cốp sau đầu tiên là vẫn là cái ốc cốp sau này, còn nguyên bản luôn quý bạn nhá. Đến keo chỉ cốp sau. Đấy. Keo chỉ cốp sau này cũng còn nguyên bản này. Đấy. Tất cả là còn nguyên bản nhá. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì từ cái phía cốp sau đâu ạ. Đấy là cái cốp sau. Và hàng ghế đây quý bạn này, hàng ghế này còn rất là mới này, chưa có người ngồi đến luôn luôn quý bạn nhé. Với những chiếc xe 7 chỗ thì là ít khi có người ngồi đằng sau này quý bạn ạ, cho nên là còn rất là mới này. Từ những cái phần nhựa này cũng còn rất là mới này, cho đến những cái phần trần đều rất là mới và sạch. Đây là cái dàn điều hòa cho hàng ghế ngồi sau cùng đây quý bạn ạ. Đấy, dàn điều hòa này rất là mát, đằng sau này cũng mát quý bạn nhé. Và rất là đẹp. Nếu như chúng ta mà không sử dụng cái hàng ghế ngồi phía sau này thì chúng ta có thể gập lại. Đấy, gập ghế này lại là được cái cốp rất là rộng quý bạn nhé. Đây là tôi ví dụ thế thôi, chứ còn là bây giờ tôi đang quay, tôi cứ để luôn cả cái ghế này cho nó thể hiện là xe 7 chỗ. Đó, rất là đẹp luôn quý bạn này. Đây là cái phần cốp này, cốp để cho một chút đồ và tháo lốp sơ cua. Đây là cái bộ phụ tùng này. Đấy, đây là cái bộ phụ tùng kích này, mới lại cái đồ gì đây chủ xe vẫn còn đang để trong đây ạ. Tôi chưa kiểm tra kỹ đâu ạ. Đó, rất là mới, rất là đẹp luôn. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem. Cũng giống như vậy này, keo chỉ là nguyên bản này quý bạn này, keo chỉ còn nguyên bản hết nhé. Đấy, táp bi cánh cửa này rất là mới luôn quý vị các bạn ạ. Ốc bản lề cánh cửa này. Đấy, ốc bản lề cánh cửa còn nguyên này. Ghế da này. Đấy, nội thất ghế da đều rất đẹp, rất là mới. Và rất sạch sẽ luôn. Những cái trần này đều rất sạch, rất đẹp quý vị bạn nhé. Chủ xe đi cũng rất là giữ gìn đấy ạ. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ này cho quý vị bạn cùng xem. Cũng giống như vậy đây ạ. Keo chỉ là còn nguyên này. Keo chỉ là nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Đấy, keo chỉ nguyên bản này, ốc bản lề nguyên bản này. Đấy, từ táp lô cho đến táp bi đều rất là mới, rất là đẹp, rất là đều xe quý vị các bạn ạ. Chủ xe rất là cẩn thận, lót sàn 5D này, bên dưới này có cả trải sàn da rồi này. Đấy, ghế bên phụ này thì lại còn ngồi ít hơn nữa, cho nên là cái ghế bên phụ này rất là mới này. Đấy, ghế bên phụ rất là mới này. Nội thất rất đẹp luôn quý vị bạn nhá. Từ vô lăng, cần số này đều nguyên bản và rất là đẹp đấy ạ. Quý vị bạn xem là tay phanh này, cần số này, vô lăng đều rất là đẹp luôn quý vị bạn nhá. Không có cái điểm gì để chê ở chiếc xe này ạ.
2014, tính ra là bây giờ là 8 năm sử dụng rồi quý vị bạn ạ, mà còn đẹp như thế này đấy ạ. Và tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần động cơ của chiếc xe Mitsubishi Pajero Sport này quý vị và các bạn nhé. Đầu tiên về cái phần động cơ thì quý vị và các bạn biết đấy ạ, Mitsubishi cũng đã trang bị cho chiếc Pajero Sport 2014 này là một cái khối động cơ xăng V6 Mivec quý vị bạn nhé. Đấy, động cơ 3.0 lít kết hợp với hộp số tự động. Đấy, cái điều cơ bản về chiếc xe này là chúng tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn, đó là nó còn nguyên bản và còn rất là mới đây này. Sau 12 vạn nhá, chiếc xe này chạy được 12 vạn thì là nó còn đẹp như này quý bạn ạ. Động cơ của những chiếc xe đến từ thương hiệu của Nhật thì nó rất là bền, quý bạn đã biết rồi. Toyota, Honda, Mitsubishi đều rất là bền, động cơ rất là bền. Mới có 12 vạn thôi mà đồng hồ mà cái động cơ nó còn đẹp như này quý bạn này. Dọn sạch sẽ đẹp đẽ đi, nó đẹp như này đấy ạ. Ốc ác là còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nha, chưa có một con ốc nào mở ra đâu, còn nguyên bản hết ạ. Về cái động cơ này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn là không bị tai nạn, không bị ngập nước, còn nguyên bản đấy. Và cái ốc cabo đây quý bạn này, ốc cabo cũng còn nguyên bản này, keo chỉ cabo còn nguyên bản luôn quý bạn nhé, còn nguyên bản hết luôn đấy ạ. Đấy, keo chỉ cabo này là còn nguyên này. Đấy, ốc cabo còn nguyên bản hết, keo chỉ nguyên bản này, từ những cái ốc tai đấy, ốc tai cho đến toàn bộ về những cái phần xương đầu, ốc xương đầu này, lỗ này còn nguyên bản hết luôn quý bạn ạ. Chúng tôi cam kết là không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả quý bạn nhé. Chúng tôi dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi. Một chiếc xe sản xuất năm 2014 sau 8 năm sử dụng rồi mà nó còn mới còn đẹp như này đây quý bạn này. Đó, chạy rất là ít, 12 vạn chuẩn và còn đẹp như này đây ạ. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất và về phần động cơ của chiếc xe Mitsubishi Pajero Sport 2014 tên tư nhân biển Hà Nội phiên bản 3.0 số tự động này quý bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Với chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 468 triệu đồng quý bạn nhé. Đấy, 468 triệu đồng thôi quý vị và các bạn ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Pajero Sport 2014 số tự động này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.